Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mẹ bé Thị Thảo. Và trong video ngày hôm nay thì bé Thị Thảo sẽ review một dòng sản phẩm sữa dành cho người bị tiểu đường. Và đối với người tiểu đường thì cái chế độ ăn, cái chế độ dinh dưỡng rất là khắt khe, phải kiêng rất là nhiều thứ dẫn đến tình trạng là ảnh hưởng tới sức khỏe này. Rồi đôi khi là chúng ta kiêng rất là nhiều thứ rồi nhưng mà vẫn tường huyết vẫn cứ tăng lên, và cái tình trạng này để kéo dài thì rất là ảnh hưởng tới tim mạch. Ngày hôm nay thì mẹ bé Thị Thảo sẽ giới thiệu cho chúng ta một dòng sản phẩm sữa bổ sung cái nguồn năng lượng cho sức khỏe đối với những người bị tiểu đường, và nó làm hạ đường huyết rất là tốt. Một cái thương hiệu đến từ Abbott Hoa Kỳ, và dòng sản phẩm này được nhập nguyên lon tại Úc, đó chính là sữa Glucena. Và chắc chắn là những bạn nào bị tiểu đường hay là những ai mà thường xuyên tham khảo về những cái dòng sản phẩm sữa của Abbott Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ biết được về cái dòng sản phẩm sữa Glucena này, một dòng sản phẩm của thương hiệu Abbott rất nổi tiếng. Abbott thì mình nói qua một chút để cho các bạn đang theo dõi video này sẽ rõ nhất, đó chính là một cái thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới về các sản phẩm chuyên về chăm sóc sức khỏe từ em bé, từ các sản phẩm chuyên biệt đấy. Và đối với Glucena cũng vậy, được nghiên cứu để làm ổn định đường huyết cho những người bị tiểu đường. Thì đấy là sơ qua một chút về cái thương hiệu Abbott này, thì mình sẽ nói tiếp tục đến với cái hình dạng của lon sữa để khi mà chúng ta đi mua sữa dễ dàng nhận biết nhất. Thì cái chữ Glucena nó được in ở trên một cái hình màu trắng, cái đề màu trắng, và ở bên trên của nó là viền màu xanh, có thương hiệu logo của Abbott này nằm ở dưới góc màn hình này, cũng có chữ Abbott. Và trên lon sữa thì nó đầy đủ từng cái thành phần của lon sữa, cách sử dụng và mã vạch. Đối với lon sữa Glucena này là được nhập khẩu nguyên lon ở bên Úc, nên khi mà về thị trường Việt Nam nó phải có tem phụ dán ở trên nắp như thế này. Cái tem phụ này thì nó được dịch ra tiếng Việt để chúng ta hiểu sâu qua một chút về thành phần này, hiểu về cái công dụng này, hiểu về được cái cách pha chế, cách sử dụng, xuất xứ cũng như là được nhập khẩu phân phối tại thị trường Việt Nam, chịu trách nhiệm bởi công ty nào. Đấy là cái điều rất là quan trọng khi mà chúng ta đi mua sữa sử dụng cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người tiểu đường, thì khi mà chúng ta sử dụng những cái sữa giả, sữa kém chất lượng hay sữa không rõ nguồn gốc thì nó rất là nguy hiểm đối với sức khỏe của chúng ta. Đấy là sơ qua một chút về cái hình dạng của lon sữa Glucena này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái dinh dưỡng bên trong của lon sữa nhé. Dinh dưỡng bên trong của lon sữa Glucena này thì mẹ bé Thị Thảo đọc thấy một cái điều rất là tuyệt vời, đó chính là nó áp dụng cái công thức kênh tiên tín hệ dưỡng chất chip khe. Đấy, ngay trên lon sữa nó đã có ghi hệ dưỡng chất chip khe này. Cái hệ dưỡng chất chip khe này, cái tác dụng của nó là ổn định đường huyết. Nó kết hợp thêm cái hệ đường bột tiên tín với cái đường huyết thấp. Đấy, nó hỗ trợ rất là tốt trong việc làm ổn định đường huyết. Bên cạnh đấy thì dòng sản phẩm chứa dầu axit béo không no. Cái dầu axit béo không no này thì nó sẽ giúp rất là tốt về trong cái tim mạch. Một trong những cái nguy hiểm nhất khi mà đối với người tiểu đường đó chính là để lâu dài nó sẽ ảnh hưởng tới tim mạch. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái lon sữa Glucena này, đó chứa dầu axit béo không no, nó hỗ trợ tốt về tim mạch. Và khi mà mình đọc về cái thành phần của lon sữa này thì nó chứa thêm cái hàm lượng chất xơ FOS. Thì đối với những người tiểu đường thường là gặp tình trạng béo phì này, thừa cân, thì khi mà đối với một cái lon sữa nó có hàm lượng chất xơ FOS cao, nó sẽ hỗ trợ trong cái việc là giảm cân này, giảm mỡ bụng, làm giảm vòng eo, để hỗ trợ giúp cho chúng ta giảm cân nữa và không ảnh hưởng tới sức khỏe. Và khi mà mình đọc về trong cái dinh dưỡng ở trong lon sữa này thì mình thấy là nó cũng cung cấp đầy đủ cái hàm lượng năng lượng này, calo, từ chất đạm, chất béo, vitamin, các vitamin nhóm B, vitamin A, D, C, E để tăng đề kháng, các khoáng chất đều đầy đủ cho những người bị tiểu đường. Đấy, đôi khi thì chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta không rõ là dùng sữa nào là hợp lý nhất, sữa nào có bị dư cái tình trạng không, hay là nó ảnh hưởng đến đường huyết không, thì chúng ta yên tâm khi sử dụng cái sữa Glucena này. Nó được nghiên cứu, được đặc chế ra dành riêng cho những người bị tiểu đường, và nó ổn định lại cái đường huyết và tim mạch của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mẹ bé Thị Thảo vừa review xong cái dòng sản phẩm sữa Glucena này. Mong là cái chia sẻ này của mẹ bé Thị Thảo sẽ giúp thêm kiến thức để cho những bạn, những ông bố bà mẹ nào, những bạn nào muốn tìm hiểu dòng sản phẩm dành cho người tiểu đường thì chúng ta rõ về sản phẩm này. Và có bất kỳ câu hỏi nào thì chúng ta cứ comment ở dưới video hoặc IB trực tiếp vào số Zalo bên trên. Ngoài ra thì những bạn nào có Facebook thì chúng ta cứ gõ vào Facebook mẹ bé Thị Thảo. Tất cả các kênh sẽ luôn có nhân viên tư vấn hoàn toàn miễn phí cho ông bố bà mẹ của chúng ta nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.